Ngày 27 tháng 10, tôi tới Thiên Chúa Alexander ở Hales. Alexander là người gốc Anh, theo học tại một tu viện ở Hales. Khoảng năm 1210, ngài bắt đầu dạy thần học tại Đại học Paris, một học viện uy bác và uy tín. Ngài nổi tiếng về sự thánh thiện cũng như sở học của ngài. Để sùng kính Đức Maria, ngài có lời hứa là sẽ không từ chối bất cứ ai nhân danh Đức Maria mà yêu cầu ngài. Một ngày kia, trong lần đi xin ăn, một tu sĩ Francisco đã nhân danh Đức Maria yêu cầu ngài gia nhập dòng Francisco. Thật bối rối, nhưng ngài đã giữ lời hứa và gia nhập dòng. Trong thời gian tu luyện, ngài bị cám dỗ bỏ nhà dòng. Nhưng trong một giấc mơ, ngài thấy Thánh Francisco phát thập giá, thuyết phục ngài hãy kiên cường trong đời sống tu trì. Sau cùng, ngài không còn bị cám dỗ ấy nữa. Khi là một tu sĩ Francisco, Alexander tiếp tục dạy đại học. Ngài giúp thiết lập những nền tảng căn bản cho phái kinh viện cũng như việc dẫn giải, bảo vệ chân lý đức tin của phái này. Ngài được vinh dự với những tước hiệu tiến sĩ bất khả bất bẻ và thầy các tiến sĩ. Thánh Bonaventure và Thánh Thomas Aquinas là những người theo học với ngài. Có lần Thánh Thomas nói, chỉ có một thần học gia mà bạn cần vượt qua, đó là Alexander ở Hales. Thánh Alexander luôn luôn là một tu sĩ khiêm tốn, vì sùng kính Đức Maria đã dẫn đưa ngài đến đời sống tu trì. Ngày chết, với thánh danh mẹ Maria vẫn còn ở trên môi.